Rồi cả nhà giờ mình tới cầu chợ ôn nha, giờ mình đi xe vô nhà ở ngoài nè mình. Đó cầu chợ ôn đó. Nhiêu ạ? Rồi hai chỗ qua đó. Vô ngã năm nha. Đó. Vô ngã năm chợ đó. Vô lấy trộm phải không? Đại Vĩnh Long có đăng phải không? Lấy trộm mà. Trời nhà thờ chợ ôn nè đúng không? Có. Mới đây nè. Nó vô nó lấy trộm hết mấy chục triệu gì phải không? Mấy ngày nay rồi phải rồi á. Đã từ mấy rồi. Để cho cả nhà thấy đó, cái này là chợ ôn quẹt trái đó, trong đây chợ chợ ôn là buổi sáng là tấp nập luôn đó. Ê, cái khu văn hóa này bây giờ nó bỏ rồi phải không anh? Giờ bán rồi hả? Khu văn hóa mới ra nhà công viên cái gì phải không? Tối nó bán trời đêm ngoài đó nhiều lắm đúng không? Ngày đêm thứ bảy ra. Thứ bảy chủ nhật phải không? Thứ bảy không à. Thứ bảy không ạ? Chủ nhật không có hả? Xe để sẵn đó, ông ngoại bà ngoại mình đó, nhà không có ai đó, để mình đi ra chợ mua trái cây với mua bông vô trong mạ cúng, sớm trong mạ đi cứ chạy về đây cúng chứ thôi để thì nó sụp tối xuống trong mạ cũng ghê ớn ớn. Đi ra chợ nha cả nhà. Đó. Cái chỗ đó là chỗ cái bưu điện á, bưu điện mà hồi đó lúc ông ngoại còn mạnh á là hay gửi tiền về cho ông ngoại, ra đây ông ngoại lạnh. Rồi sau ông ngoại yếu rồi cái để cho thằng em đi gửi tiền vô tài khoản cho thằng em cho nó lạnh. Đó, còn ông ngoại ở nhà thôi. Có tiền thì ông ngoại đếm, ông ngoại vui. Ngoài đếm ngoài vui lắm nè. Còn cái khách sạn này, khách sạn này mình cũng có vô đây một lần rồi.
thử coi coi nó sao cũng được, tiền nào của nấy thì giá cả nó cũng được, thì phòng nó thì cũng phải được thôi. Đợi giùm cả chợ nha. Con bịch này cái gì? Bịch này con quên rồi. Mụ gòn hột é. À, lấy bịch nhỏ thôi, có bịch nhỏ không? Có bịch 10 ngàn không hả? Rồi lấy con bịch đi. Con sợ con uống không hết. À, uống hết con bỏ vô tủ lạnh á. Vậy hả? Ừ. Đợi được ngày mai không? Được, có tủ lạnh là cũng để được. Dạ. 10 ngàn phải không? Con gửi 10 ngàn. Rồi cảm ơn gì. Xe không có chỗ treo nữa, thôi gì bán đủ nè. Ai mà xuống chợ ôn rồi ghé đây mua. Đó, có chú sáp nữa nè. Giờ chiều tối rồi, ở chợ này vắng thầy. À, chỗ này bán vịt gà con quá. Thần thánh là chỗ sáng là nó họp chợ, đây là trong vườn người ta mang ra đây bán ở ngoài, mình hay dẫn ra mua ở đây. Giờ chiều rồi trong này biết rồi, chạy ra kia mua bông, quên chỗ mua bông, chạy vòng lại bán đủ sử dụng. Thần thánh mua quen thuộc, ngồi dò số phải không? Trời, tay chưa xấu số coi đại. Đây à, rồi mới gì kia, rồi đi mua trái cây về coi. Ủa bông bé trong kia dạ. Rồi cái này thấy bảnh quá trời, nhìn cũng ra luôn. Bảnh gì đâu, nay lâu lâu về thăm quê cái mua đồ cúng cho ông ngoại bà ngoại, cái giờ không biết mua cái gì nữa. Giờ cái này mọi lần cũng có mua rồi. Này nhiêu, này nhiêu ký? 85. Này 70. Này 60. Này lên này 60 hả? Này giá bình thường. Này 60, này 60. Này 50. Cái đó 50, cái đó trên trái dại đó biết rồi, ở trên thành phố nha nha. Cái này thì 120. Cái này thì 100. Lên sóng đó nha, phải nói cho hạ nó đúng giá nha. Không nói đúng giá đồng hoàng chứ dễ gì. Quay trực tiếp luôn ha. Ừ, quay trực tiếp. Mày nó bơm nó mua cái loại này nè, để nó đi gài cu như mình tu vậy, gài cu cái nó quay lên luôn. À, ông đúng không nè? Một chùm đó nhiêu, một chùm đó nhiêu, mò đi một ký nhiêu? Một ký 200. Ngon lắm tay. Ngon lắm tay gì, trên đó bán 190, ở đây bán 200. Ừ, phải vậy. Thì mày thì lo món tay đúng rồi, trên đó 190, đây 200. Chiên chở đường hơi xa hơn. Rồi, để mua. Lấy ký nhò đó đi, ký nhò. Nhò này luôn ừ. Nha. Ờ, thè thì lấy ký nè, phải không? Nè, đúng rồi. Rồi, không lấy bồng bon. Bồng bon, tính bồng bon hái đó, tới mùa nó mới có. Thôi, lấy ký này đi, được mấy trái? Đợt này thì nó được, chứ nó hay sợ nó ở trong nó không được đâu. Cái này vậy hả? Lấy này hả? Hơn này. Tại vì cái này nó cuối mùa, nó chín nó quá đậm á. Bán bậy thì la chết.
nho để đó có chừng dập á. Sao em để vô cái bọc này, bỏ riêng bịch đó đi, bỏ riêng ra đi. Ừ, với lấy thêm trái này nữa thôi, coi nó nhiều. Ừ, con trái đó tại bỏ chân lên cái bàn mà để lên trên đó chứ. Ừ, cái này bỏ chung vô đây. Còn có nào nữa, còn lấy thêm mấy trái này nữa đi. Cái này là lê. Lấy trái nào ngon nha. Đó em lột đó. Đó em lột cái trái heo đó nha, em coi không có gì em mới dám lấy trái heo. Bốn trái này nha. Ừ, lấy bốn trái thôi được rồi, quên cầm trái đâu quà. Ừ. Nè nè, cái này nè, cái này đi mày, cái này ngon một cái này. Trái đó bị mềm hả? Cái này hả? Cái nhỏ, nhỏ. Cái này, thì thấy không? Cái này có thể là món em ta bỏ ra liền. Làm ăn đâu đó đàng hoàng kia ơi. Trời em cho mình là hơn. Cái này kêu bạn mà ê vậy đó hả? Kỳ vậy? Đang quên tên. Chạy bạn mua quên tên. Rồi hết thảy là nhiêu? 375.000 chứ. Cái này ngoài gọt hành chứ này nó bị 375.000 hả? Còn 75 nữa, 370 thôi được rồi. Rồi. Tức là 370 đúng không? Dạ. Cái để đây, để đây, để đó. Kia về đây dưới nhà chị B hay chị He? Ừ. Mày nói gì kìa? Rồi, rồi đi nghe, đi để qua mua bông coi. Mới về tới luôn hả thiệt? Mới về tới là đi liền đó. Ba lô còn trên qua dai nè, bông ly. Ủa bông ly bé thì cho trong kia nó hết bán, nó nghỉ bán hả? Bi trắng nè, ly, cái ly trắng này không có, cái ly tím hả? Ủa cái ly trong này ngon nè. Nhiêu bó ly anh? Dạ. Sao? Dạ. Bà chủ tự lấy giờ ngó hoài không thấy. Đâu có, em mới tính kêu anh đó. Mới tính kêu hả? Trên anh hả bán hả, bó hả, có 70 à? Tùy theo, cái này ly công ty, em bao hàng cho. Ly công ty thì ta mắc hơn chút định. Vậy anh nhìn nó bông ly. Đâu đi lấy cái nào nó đừng có nở quá đi. Cái này là dừa chứ nó búp à. Búp búp hả? Ồ cái này nợ quá rồi, thôi về lấy bó đó được rồi. Bó này được rồi. Ừ. Rồi. Nhiêu? 130 gì, 120 thôi được rồi, lấy gì mắc như vậy. Em bán meo luôn á. Anh nhìn cái bó không đi của em thì em nhìn kìa. Đó không thấy à, nó đẹp cực kỳ, nó nở sao đẹp á. Nó nở tại vì ha, mang chân đó thì phải đẹp rồi. Đúng rồi, đi đẹp chứ á, đi xịn không anh? Đi đẹp cắm hoa, đi đẹp chứ sao? Bự cho nó đẹp. Đi kia đây. Cắm nó đẹp. Ừ, bông bự bự này nó đẹp, cái bông nhỏ nó không đẹp mấy. Nhỏ nó đẹp. Chợ chiều mình vắng quá ha. Trời sao nói đúng trang, trong đây nhìn còn đúng 130 luôn trời, phải không? Phải không? Vừa đúng luôn. Đúng không? Rồi. Đúng cho ma nè, quay nè, đó rõ ràng luôn đúng không? Rồi, cảm ơn nha. Vậy hả? Vậy hả? Nói ủa sao đâu mất tiêu rồi. Thôi đi về nha. Lỡ quay rồi, mình quay dọc chợ ôn. Đi lỡ quay rồi, quay dọc chợ ôn. Con ai nói? Đi nói con ai? Con Năm Thiệt. Vậy hả? À, ngay ngã năm luôn hả? Trời xe không chịu nọ nữa trời.
rồi. Rồi, cảm ơn nha. Mà một tay chạy này không biết tay. Buộc giùm đi, buộc giùm. Cái cây được rồi. Đi một vòng ra hả, bến phà luôn, bến phà cũ rồi. Bến phà Lộc Sĩ rồi luôn má. Không, đi ra bến phà cũ mình xưa nè. Ừ, đó. Đây, tôi kéo em. Được chưa? Chưa, chưa, buộc cái nó đi theo cho chắc cú. Hôm nay về trễ quá. Thôi còn phải chạy vô mã nữa, không biết kịp không, sợ bị tối. Ừ, vô trong mã, trong chỗ lăn á. Nó hơi lún đi, cắt bớt rồi. Thôi được rồi, cả nó đi. Để về tự xử. Nó hơi lún hai bên đó. Rồi, cảm ơn nhiều nha. Rồi, cho cả nhà coi luôn. Đó, chờ chiều rồi, chờ ông đây. Đó. Máy lên đài à, máy chuẩn bị lên đài à. Ốc bán cá quá trời luôn. Đi ra đây là cái bến phà cũ nè, bến phà cũ mà hồi xưa là hạ phà nó lên đây, nó chưa có cầu Chợ Ôn, chưa có cầu thì cái phà nó ở đây mà giờ phà nghỉ rồi. Viên này giờ vô trong đó làng một vòng luôn, lỡ rồi đi làng một vòng luôn cho cả nhà coi luôn. À, ngay bến phà Lục Sĩ nè, phà này đúng rồi, chắc là bến phà Lục Sĩ quá, đúng rồi, phải không, biết nữa, không quên rồi đó. Bến phà Lục Sĩ Thành đó, đúng không, cả nhà thấy chưa. Đây công viên Chợ Ôn nè. Đó. Buổi chiều rồi, giờ chiều rồi, mát mát rồi. Nhà thấy không? À, công viên Chợ Ôn. Công viên Chợ Ôn. Đó. Thấy không? Bến đình này là đây là bến đình ghe tàu ở đầu đi Cần Thơ, đi Hậu Giang, đi Cà Mau nhiều lắm, giờ hết rồi, giờ có đường bộ ta đi lao thông hết rồi. Rồi đi một vòng, đây là đình đó, đình Chợ Ôn đó. Rồi giờ quẹo về đường của nhà ông ngoại mình nha. Giờ bông cái trái cây mình mang về nhà rồi. Nhà coi nè, mâm trái cây nè. Đó. Bông nè. Đó. Rồi. Thắp nhang.
đi nha cả nhà.